Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tính điểm trung bình học kỳ hệ 4. Thì tính điểm này thì để giúp cho các bạn có thể biết là điểm trung bình học kỳ hệ số 4 của mình là bao nhiêu để có thể điều chỉnh nó phù hợp trong quá trình học hơn, với cả là để giúp ích cho các bạn trong việc xếp loại, phân loại đoàn viên. Thì đầu tiên thì các bạn vào trang đăng ký môn học. Tiếp đến các bạn chọn đăng nhập. Thì các bạn để ý ở cái mục xem điểm, các bạn chọn mục xem điểm. Các bạn kéo xuống chọn xem tất cả học kỳ. Thì đây, bây giờ mình sẽ ví dụ mẫu là điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020. Thì bây giờ mình sẽ chụp ảnh lại cái màn hình này thì để mình cho đưa vào Word hướng dẫn các bạn cho dễ. Rồi đây là mình đã đưa vào Word. Thì đầu tiên các bạn xem mình hướng dẫn như sau. Thì đầu tiên là mình sẽ ghi là tích này, tích A, tức là cái môn bạn học được tích A thì nó tương đương với 4, tích B tương đương với 3, tích C tương đương với 2, tích D tương đương với 1. Rồi thì bây giờ áp dụng vào điểm của mình thì bây giờ mình sẽ tính điểm như sau. Thì hiện tại hệ thống đang chưa cập nhật điểm ở đây là không chính xác, thế bây giờ mình sẽ tính lại nhé. Ví dụ bây giờ mình sẽ tính như sau. Môn đầu tiên là môn lý thuyết điều khiển tự động, các bạn cũng làm tương tự như mình nhé. Thì các bạn có để ý đây, mình lý thuyết điều khiển tự động mình được tích B đây, tích B ở đây nhá, được chưa? Tích B, cột này là cột tích này, còn cột này là cột số tín chỉ này, được chưa? Cột số tín chỉ thế nhá, cột bên này là tích này. Lý thuyết điều khiển tự động thì mình đang được tích B đúng không? Tích B tương đương 3, được chưa? Và các bạn ghi cho mình bên cạnh là 3 tín chỉ, được chưa? Thứ hai là khí cụ điện. Khí cụ điện tích C với 2 tín chỉ. Tích C tương đương với 2 và 2 tín chỉ. Thứ ba là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh tích A và 2 tín chỉ. Tích A tương đương 14, 2 tín chỉ. Máy điện 2. Mình được tích máy điện 2 mình được tích C tương đương với 3. Tích C tương đương với 2 và 3 tín chỉ. Kỹ thuật điện tử số. Kỹ thuật điện tử số mình được tích A và 3 tín chỉ. Tích A tương đương với 4, 3 tín chỉ. Kỹ thuật đo lường điện. Kỹ thuật đo lường điện mình được tích B và 3 tín chỉ. Tích B tương đương với 3 tín chỉ. Vi xử lý, vi điều khiển mình được tích
vi xử lý vi lực ở mèo tích B 3 tín chỉ. Tích B tương đương với 3. Rồi, khi các bạn đã ghi được như này rồi thì các bạn sẽ tính bằng công thức sau nhé. Đây, vi này các bạn tính bằng công thức sau. Đây thì mình sẽ tính ra điểm trung bình tích lũy của mình theo công thức này. Thì đây mình sẽ giải thích như sau này. Thì các bạn để ý nhé, 3 x 3 3 x 3 ở đây này, có nghĩa là mình lấy cái môn lý thuyết điều khiển tự động này, mình lấy cái tích B tương đương với 3 này nhân với 3 ở đây, được chưa? Tích lũy quy đổi ra số nhân với số tín chỉ, được chưa? Cộng với 2 x 2 là mình lấy ở cái môn khí cụ điện này, mình lấy 2 ở đây này nhân với 2 ở đây này. Đó. 4 x 2 lấy 4 ở đây này nhân với 2 ở đây. 2 x 3 lấy 2 ở đây nhân với 3 ở đây. 4 x 3 lấy 4 ở đây nhân với 3 ở đây. 3 x 3 lấy 3 ở đây nhân với 3 ở đây. 3 x 3 lấy 3 ở đây nhân với 3 ở đây. Còn cái biểu thức ở mẫu số này là mình cộng tổng số tín chỉ vào, có nghĩa là lấy 3 cộng 2 cộng 2 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 3 cộng 2 cộng 2 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 thì mình tính biểu thức này ra, mình chia ra mình sẽ được 3.0. Đây là điểm trung bình tích lũy của mình trong học kỳ đối với bảng điểm này. Còn đối với các bạn thì có thể bảng điểm của các bạn sẽ khác của mình, thì các bạn cũng tính tương tự như thế. Đấy, nó chỉ đơn giản thôi nhá. Mình cảm ơn các bạn đã xem video.